bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thằng này kỳ vậy ta? Sao điện nó không được ta? Hả? Cái gì vậy? Ở đâu vậy? Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, bà bị mộng du hay gì vậy? Đi không nói trước nhìn sao cho vậy? Làm hết hồn à? Bà bị gì vậy? Trời ơi, tôi đang lo quá nè. Ông có số điện thoại của thằng Reno không? Gọi nó thử coi. Sao tôi gọi từ hồi chiều tới giờ tắm tà không được? Nó đi học nó về trễ chứ. Bà làm như nó nít 2-3 tuổi không bằng vậy. Đi học gì mà trời tới thui rồi mà chưa về kìa. Ôi, bà lo xa quá. Rồi giờ có gọi không? Không gọi đưa số thì tôi gọi. Gọi gọi. Dạ con nghe bác hai ơi. Thì hả con? Chiều dần 8 nó về chưa con? Dạ... Tám nó đi học chưa về bác hai ơi. Đi học từ chiều về chưa về luôn. Chết rồi ông ơi. Có khi nào Tám nó bị cái gì không? Ủa con có đi kiếm nó giùm bác hai chưa? Tại vì hồi chiều á, nó nói với con á là 5 giờ nó về. Con lại con đón nó mà không có được. Rồi con về nhà luôn, con đợi hoài giờ chưa thấy về nữa bác. Đang ngồi đợi đó hả? Trời đất ơi. Ý, nó về nè bác hai ơi. Thấy rồi hả? An toàn không? Dạ. Để con nói chuyện với nó rồi con điền nó bác. Rồi rồi. Thôi bác hai cảm ơn nha. Sao không? Thấy hình rồi. Xuất hiện rồi. Nguyên vẹn. Trời đất ơi. Vậy mà làm tôi lo không chết à. Mày làm gì vậy? Hả? Người ta đi học 5 giờ là người ta ra rồi. Giờ này mày mới về tới đây. Sao thì điện thoại mày không được? Điện thoại tao hư rồi. Sao hư? Mày còn hỏi nữa hả? Tao chưa xử mày làm ai đó. Hồi sáng mày gặp tao té vậy đó. Bạn bè đáng lẽ mày phải lại mày đỡ tao chứ. Còn đằng này á, mày ngoái là mày dòm. Xong mày phóng xe đi một mực luôn vậy hả? Ai biết mày té nặng vậy đâu. Dày mỏng nặng hả? Ủa, dữ vậy? Cái gì thì cũng phải cẩn thận một chút. Làm gì thì phải biết ngó trước ngó sau chứ. Tao thấy riết là mày nói chuyện giống như tía tao vậy đó nha. Nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ mày cũng tập nên làm quen là vừa đó. Tự té thì tự đứng lên. Tao biết rồi. Hột vịt hôm qua tao mua đãi mày thịt kho hột vịt ăn chưa đã hay sao? Bữa nay mua hột vịt gì nữa? Hôm qua là hột vịt lạc, bữa nay là hột vịt lộn. Hột vịt lộn thì có thèm dữ lắm. Mua 2 trứng ăn được rồi. Bộ tính ấp cho nó đỡ luôn hay sao mua dữ vậy? Cái gì nó cũng có lý do của nó hết á. Tao ăn để tao xả xui. Trời ơi, 2019 rồi. Người ta đi tới cung trăng hết rồi. Giờ này còn tin dị đoan nữa ông nội. Có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Mày không nghe ông bà người ta nói là giận đen hả? Mà nè, ngày đầu tiên đi học mà mới bước vô cổng trường á, mà té vậy đó. Giờ có muốn bỏ nghề hay không? Không. Trời ơi, phải học tiếp chứ mày. Thầy tao là đạo diễn mà. Thầy á khen tao là có năng khiếu nè. Thầy hứa mai mốt thầy sẽ cho tao hợp tác chung dự án mới của thầy đó nha. Trời ơi, ghê quá. Thôi, vậy thì cũng chúc mày thành công. Cảm ơn. Đi vô nhà liền. Điện thoại cho tía mày liền. Tía má mày chiều giờ á, lo cho mày lắm đó. Tía tao điện hả?